dọn dẹp cái tủ lạnh này của mình, với lại là mình mới kiểu đặt một đống đồ ăn về cho những ngày tháng cách ly của mình. Nên bây giờ chúng ta sẽ cùng xem trong cái tủ lạnh của mình mỗi lần mình dọn dẹp nó sẽ gồm những cái gì nha. Ok. Hay da, một đống bao bọc mới lấy lên của mọi người à. Trời ơi, một đống đồ ăn đây. Trời ơi, một đống đồ ăn cho những ngày dịch sắp tới mọi người. Thì thông thường thì một tuần mình sẽ order một lần để có thể chất vào cái tủ lạnh này, nhưng mà kiểu bận rộn quá nên là cái tủ lạnh này vẫn chưa giòn, lâu lắm rồi chưa giòn. Mọi người à, nên hôm nay mình sẽ làm một cái clip kiểu rảnh rỗi thì chúng ta sẽ dọn cái tủ lạnh này đó mọi người. Đây, quá trời đồ luôn mọi người, mà mình vẫn chưa dọn nữa. Hôm nay thì chúng ta sẽ dọn cái đống đồ ăn cũ, chúng ta xem cái nào còn ăn được thì chúng ta sẽ để lại, còn cái nào ấy thì chúng ta sẽ dọn bớt nha mọi người. Mệt quá, sắp ba bịch tới là ná thở luôn ơi. Ở trên này thì mình sẽ có một vài cục thịt mẹ của bà Tờ gửi lên vẫn còn, nhưng mà nó cũng khá là lâu rồi á mọi người, nên bây giờ mình sẽ dọn dẹp bớt. Với lại một số cái miếng gà, nói chung là tủ lạnh đông ở trên thì mình chỉ bỏ là thịt nè, rồi khoai tây để lâu nè, rồi có cả đây là bánh bột lọc. Nếu như mọi người hay xem livestream của mình thì sẽ mình thấy mình ăn bánh bột lọc đó mọi người, cũng có bánh bột lọc, một số thịt mẹ của tôi vừa gửi lên, nên là mình sẽ cũng bỏ bò này thì mình mới order thôi mọi người à. Nói chung là bị dịch đó mọi người, nên chúng ta phải cần ăn đồ đông lạnh, khổ dã man luôn á. Để coi còn cái gì nữa không ta, thì chúng ta sẽ dọn dẹp bớt nha mọi người. Tại vì mình hay cái kiểu là cứ một tuần xong mình thấy vơi đồ ăn mình lại đặt á, xong rồi cứ để lâu quá mọi người, xong rồi nó cứ dồn dồn xuống phía dưới, nên là hôm nay mình sẽ tranh thủ lau dọn cái đống đồ ăn này luôn. À, sau khi lau ở trên xong rồi chúng ta sẽ cùng đi dưới cái tủ lạnh này, thì nó quá trời luôn á mọi người, phải nói là quá trời đồ luôn á. Loạt như thế này quá trời đồ mà mình chưa dọn luôn, mình cứ mua về xong rồi mình cứ kiểu lười á mọi người, không có thời gian, thế là cứ tắp vô mùi nguyên một đống luôn. Bây giờ bị mùi xoàng ngay cả mấy cái đồ, giống như là mấy cái này chắc là mình không đụng tới luôn á, nhưng mà vẫn mua để lâu lắm rồi. Trời ơi, mùi dã man luôn á. Ngay cả đây mình sẽ cho mọi người thấy, trời ơi, trái cây mình mua mà nó héo như vậy luôn, mình còn để được nữa, mình không biết tại sao mình lại để nha. Kiểu mỗi ngày mình ngủ vậy là mình phải livestream xong rồi nấu ăn á mọi người, xong rồi kiểu không có thời gian để mà có thể dọn, xong rồi cứ mua đồ ăn mới xong tấp vào hồi. Kiểu gì? Báo hiu hiu luôn mọi người, không hiểu luôn á. Xong rồi cứ đồ ăn mới thế là đè ra ăn, còn đồ ăn cũ để trong tủ lạnh nó móc nheo và nó hiu queo luôn á. Thì bình thường thì mình sẽ không có cái vụ là rã đông mọi người, tức là đồ lạnh ở trên đây. Nếu mà ngày mai mình dự định là ngày mai thí dụ như mình nấu bò hay là nấu thịt heo thì mình sẽ cầm một cục mình bỏ vào trong tủ này, xong qua ngày sau mình cầm ra mình nấu thôi, mình không có rã đông gì hết. Mình rất là lười rã đông, lười rã đông kinh khủng luôn, mình chỉ cần bỏ vào tủ này thế là đã xong thôi mọi người. Hợp lý. Ok, bây giờ sẽ là công cụ chúng ta sẽ khui cái đống đồ ăn mới này. Thì mình mua đó là 1 nè ha, 2 nè ha, 3 bao to chà má lửa luôn mọi người. Thì cái này là bánh chén mọi người. Thì bình thường mình với cô bà Tờ Vờ kiểu buổi tối, từ lúc mà mình làm clip nướng bánh chén tới bây giờ, tối nào cô bà Tờ Vờ cũng đòi ăn bánh chén nướng hết. Nên là mình phải chuẩn bị gói bánh chén sẵn mọi người. Đó, tiếp theo là một số cái được gọi là thịt nè mọi người. Đây là cái bọc thịt nha. Thì thịt heo nè, thịt bò. Tối nay mình nghĩ là mình sẽ nấu lẩu cho cô bà Tờ Vờ ăn, nên là mình đã mua một số cái bò Mỹ rồi đó. Quá trời, đây được gọi là một bọc thịt nha mọi người. Thì tiếp theo, nói chung là mua cũng một số đồ dành cho những ngày dịch sắp tới của bọn mình thôi. Với lại là giờ kiểu dịch đó mọi người, nên là người ta sẽ không giao trong ngày nữa, mà qua ngày hôm sau người ta mới giao cho mình, nên là mình phải đặt trước đó mọi người. Thì bên cạnh đó thì hôm nay mình có mua đó là một cái được gọi là, đây, dâu mọi người. Đây, quả dâu rừng ở trên Đà Lạt của mình gọi là dâu rừng. Đây, một hộp dâu rừng như thế này. Đây, dâu rừng. Đấy, một hộp dâu rừng và một hộp được gọi là, mình cũng có mua
Tại vì lâu lắm rồi mình cũng ít mua trái cây cho Gabriel vừa ăn á, nên là có dịp này mình mua đầy đủ các thứ cho Gabriel vừa ăn luôn. Tiếp theo đó là một hộp dâu. Nó giống như là dâu tầm vậy á, mình thấy khá là lạ luôn, tên tiếng Anh mình không biết đọc sao hết, nên là mình đã mua luôn mọi người. Đây, trông hấp dẫn chưa? Trời ơi, mình là mình yêu thương Gabriel vừa, với lại đầu tháng mới nhận lương, chứ còn cuối tháng thì boy. Tại vì bình thường đầu tháng mình hay gửi tiền đi cho mẹ mọi người, mình chỉ để lại một ít để cho xài thôi. Thế là giữa tháng đâu có tiền nhiều đâu mà ăn đúng không? Và tiếp theo đó là hành mọi người, mình mua hành để nướng bánh tráng cho Gabriel vừa ăn. Hôm nay mình đã mua đó là nửa ký luôn mọi người đấy, chứ hôm bữa mình mua trời ơi với một nhúm à. Đấy, cái này tiếp theo là nước sốt mi, thì hôm nay mình sẽ làm cái bánh tráng được gọi là chấm nước sốt mi đấy. Và ớt nè mọi người, đói ớt mình mua hai bọc luôn. Lúc nào mình cũng mua hai bọc như thế này, tại vì kiểu bỏ tủ lạnh nó cũng bị héo mọi người. Đó. Và dê nè, một số rau củ nè. Rồi trái cây, đồ các thứ thôi mọi người. Hình như cái này là cốc thì phải, mình nhớ là mình có đọc một cuốn cốc gì. Nói chung là dịch mà mọi người chúng ta phải mua thì chúng ta mua tranh thủ là một... À, cái này trứng cút. Chết cha không? Mua trứng cút mà quên mua trứng gà. Ui, nhà mình cũng hết trứng gà rồi mà quên mua trứng gà mất tiêu. Đây là trứng cút, nhưng mọi người họ gói rất cẩn thận luôn á. Cái chỗ này là cái chỗ mà kiểu trên áp mọi người mới lại nắm rồi. Tối nay mình chỉ ngón mẫu cho Bờ Tờ Vờ ăn. Nói chung là mình cũng ăn uống được lắm, nên là ba mẹ của Bờ Tờ Vờ với lại ba mẹ của mình bất lo luôn mọi người. Kiểu con trai không có làm gì hết, chỉ có con gái làm thôi. Trời ơi. À, dạo này mình thèm bơ cực kỳ, nhưng mà nhà mà Bờ Tờ Vờ cũng có, nhưng mà không có gửi lên được, nên là mình đã order bơ mọi người. Mình order bơ. Đây, ba trái bơ siêu to, siêu khổng lồ. Đang thèm bơ, thèm trái cây. Tại vì một tuần mình mới order một lần, với lại là bò này mọi người. Bên này cũng một số loại bò mà mình đặt thôi. Úi, hôm nay sao người ta không chia bịch nhỏ ra cho mình? Bình thường người ta chia bịch nhỏ mà ta ảo thật đấy, hôm nay người ta cho một bọc to chẹp đi luôn. Dọn cái đống đồ ăn này chắc chết. Và mì để tối nay ăn lẩu cho mọi người. Để mình coi còn cái gì nữa không. Cũng là thịt heo nè. Thì mình với lại tôm mọi người. Đây, hôm nay thì mình sẽ mua một ít thịt heo với lại tôm mình bỏ trong đây. À đây, mình có mua táo rồi mọi người, mình mua quá trời đồ ăn luôn. Nhưng mà bắt buộc là khi mà bỏ trong tủ lạnh thì nó sẽ héo rất là nhanh. Nhưng mà mình sẽ cố gắng là mình sẽ gói lại thật là sạch sẽ để nó không bị héo giống như táo này mọi người. Táo nè, rồi cốc. Nhiều quá à, làm sao soạn hết đây. Trời ơi là trời ơi. Này được gọi là thăng long lâu lắm rồi, mình cũng không được ăn thăng long chắc là 2 tháng rồi, từ lúc dịch cho tới bây giờ không có đi mua thăng long được. Thì tình cờ hôm qua mình lướt thì có thấy thăng long đỏ nên là mình đã mua. Thì mình từ vừa cực kỳ thích ăn măng cụt luôn á, nhưng mà mua ở trên mạng thì gặp một cái vấn đề, đó là hay bị hư rất là nhiều. Tại vì mình ra ngoài tiệm mình còn lừa được, còn cái này người ta gói như thế này thì mọi người biết là măng cụt đặc biệt là nó rất là kiểu cắt ra là nó vàng đó mọi người. Tiếp theo là nước ngọt mọi người. Đây, hôm nay thì mình sẽ mua một lốc như thế này, một lốc nước ngọt nè, hai lốc nước ngọt nè, và một lốc xịt tin không thể thiếu đấy. Tiếp theo là một bánh Danisa đấy, và mình cũng có order rau sống nữa mọi người. Đây mọi người, rau sống thì mình đã nhận trước và mình đã bọc giấy hút ẩm như thế này để mà kiểu ăn một lần mình ăn thì mình sẽ lấy một cái bọc này ra xong rồi mình gói thôi mọi người. Có miu miu này, lúc nào mình nấu đồ ăn nó cũng cái mặt ở trên vậy, nó cứ ngồi vậy đó, nó ngồi xong nó nhìn mình đi qua đi lại rửa chén bát rồi chiên xào nấu nướng, mà nó luôn luôn mình nằm dưới chân. Hello mọi người, đi coi nó khỏi mặt sao, bị đặt nhiều đúng không, mỗi lần mình nhìn nó là nó thở dốc vậy đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ chất đồ vào trong tủ đông trước mọi người, bao gồm là thịt bò, thịt heo, các thứ thì mình sẽ bỏ vào trong đây. Mỗi lần ăn thì mình sẽ bỏ xuống phía dưới. Mình sẽ quyết định là mình sẽ bỏ đồ ăn mới mua
để vào phía dưới mọi người, để cho nó mình có thể là ăn mấy cái phần mà mình đã đặt trước. Tại vì trước đây thì mình cứ mua về xong mình bỏ vào trong đó, xong mình ăn thì mỗi lần ăn là moi ra. Nên là còn tôm thì mình sẽ bình thường mua tôm thì mình sẽ rửa sơ, sau đó mình cắt rau làm tất cả mọi thứ rồi mình mới bỏ lên tủ trên này. Giờ chúng ta sẽ rửa một số trái cây giống như là táo nè, rồi cóc nè, để mà bỏ vào trong tủ để ráo xong rồi bỏ vào trong tủ lạnh luôn mọi người. Tại vì tính của Hubert Tover là cứ mở tủ lạnh ra thấy cái gì ăn được là cứ ăn luôn. Mình mà không rửa cái là ăn vô là ôm bụng ngồi toilet luôn á mọi người. Nên là phải cẩn thận một tí mọi người. Mình rửa táo xong rồi mình sẽ đóng vào trong mấy cái hộp, rồi mình sẽ bỏ vào trong đó để Hubert Tover khi nào muốn ăn thì Hubert Tover sẽ ăn luôn mọi người. Cuối cùng thì mình cũng đã dọn xong sạch sẽ cái tủ lạnh nhà mình rồi mọi người. Nó rất là ngăn nắp và đầy đủ đồ ăn luôn á. Trời ơi, thì ở trên đây thì mình sẽ xếp là bên này sẽ là thịt heo nè mọi người. Xong rồi bò nè, ở dưới sẽ là gà mọi người. Đấy, bên này sẽ là một loạt kim. Đấy, hôm nay là mình khá là cẩn thận không như mấy lần trước luôn á. Phía dưới này thì trái cây nè mọi người thấy không? Hồi nãy mình quên khoe mọi người, đó là bò mọi người. Mình có mua thêm bò ngâm ở đây khá là ngon luôn á. Vừa ghiền lắm. Đây, ớt nè, rồi tỏi nè, rồi tắc các thứ thì mình cũng đã xếp gọn gàng. Dưới đây sẽ là rau rác các thứ để xào. Bên cạnh đó thì còn một đống rau này thì mình sẽ quyết định là mình đem vô phòng làm việc mọi người. Đây, hết tủ lạnh để rồi. Ta sẽ mang vô trong phòng tủ lạnh ở phía trong phòng làm việc. Vậy là clip của mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Nói chung là clip này thì kiểu mình cũng quay để cho mọi người an tâm cho mình thôi. Nói chung là dịch dụng các thứ thì mình và Butterfly vẫn có đồ ăn để mà ăn nghe chưa mọi người. Kiểu mẹ mình hay gọi điện lên bảo là rồi mày ở dưới đó mày có đồ ăn không, có cần tao gửi xuống không, mà gửi đâu có được đâu mọi người. Thành phố Hồ Chí Minh cách ly hoàn toàn rồi nhưng mà người ta vẫn giao nha mọi người, mặc dù là giao khá là lâu luôn á, mình đặt 2-3 ngày hay là qua ngày hôm sau thì người ta mới gửi, nhưng mà vẫn có đồ ăn đầy đủ, rau rác, thịt thủng các thứ, còn được ăn lẩu nè, ăn nướng nè, nói chung là đầy đủ lắm. Nên là đừng có lo cho mình nha. Nói chung là clip của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những clip và những buổi livestream tiếp theo của mình. Bye bye. Chúc mọi người có thể là giữ gìn sức khỏe thật là tốt, tại vì hình như là miền Tây cũng áp dụng chỉ thị 16 rồi á mọi người. Nên là mọi người phải ở trong nhà nè, mua đầy ăn, đồ ăn đầy đủ nè, hiên nhớ bịt khẩu trang nha mọi người. Ra lấy đồ thì phải rửa tay nữa nha mọi người. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Bye bye. Hẹn gặp mọi người nha. Bye bye. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.